Xin chào cả nhà thân thương. Tuệ con Lực Tàng đẹp trai xin gửi lời chào đến quý ông bà cô chú anh chị nha. Một thông tin cực kỳ nóng, cực kỳ giật gân, nóng chảy mỡ rồi quý ông bà cô chú anh chị. Lực Tàng đang đi công tác à, cả nhà thấy không, đang đi công tác mà cập nhật được cái thông tin này cảm thấy nó sướng quá cả nhà ơi, nó sướng quá sướng luôn, cho nên là phải lên cập nhật ngay. Thời tới cản không nổi rồi, nghiệp quật quả báo nặng lắm rồi cả nhà ơi, nghiệp quật quả báo nặng lắm rồi. Tình hình về anh Đinh Văn Nổ, anh Đinh Văn Nổ chuẩn bị đi tù. Ôi trời ơi, lại đi tù nữa cả nhà ơi, cứ mỗi lần mà nhắc đến cái từ đi tù là đau đầu quá. Chuẩn bị đi tù thật rồi, chính này là đi tù thật rồi chứ không phải là giả nữa nha quý ông bà cô chú anh chị. Nghiệp quật quả báo đến rất là nặng luôn rồi. Đinh Văn Nổ chuẩn bị đi tù. Tôi nói chuẩn bị đi tù nha, tôi nói chưa nha. Đừng có lên đó mà nói rằng là lại gán ghép cho tôi là phải đi tù. Nhưng mà chuẩn bị rồi nha. Một tờ báo rất là uy tín của đất nước Việt Nam chúng ta, đó là tờ báo của báo Thanh Niên. Mà mỗi lần mà báo Thanh Niên lên thì không chuyện, có chuyện trước thì cũng có chuyện sau thôi quý ông bà cô chú anh chị. Họ đã vạch mặt cái thủ đoạn, cái âm mưu, và họ ghi luôn trong đó là lừa đảo luôn, ở trong đó luôn quý ông bà cô chú anh chị. Nó ghi luôn lừa đảo luôn. Thì cả nhà thấy đây là một cái sự việc mà nhức nhối trong cộng đồng và xã hội, và đây là chiêu thức lừa đảo mới luôn. Đây là báo Thanh Niên họ đăng. Họ nói thẳng vào trọng tâm vấn đề, họ không nói tên, nhưng mà chúng ta đọc sơ qua cái cốt lõi của cái câu chuyện thì họ viết tắt, nhưng mà chúng ta cũng đã nhìn ra được một điều, đó chính là anh Đinh Văn Nổ nha cả nhà, anh Đinh Văn Nổ. Và bên phía giám đốc công ty là ông Mai Văn Tâm và bà Thư cũng đã liên hệ với lại báo Thanh Niên để phản ánh cái sự việc là anh ta lên để mà giả danh giám đốc, để rồi có dấu hiệu mờ ám ở trong cái câu chuyện này. Thì ngày hôm nay báo đã chính thức đăng, thì em cũng sẽ cập nhật ngắn cái clip này cho cả nhà. Thì nói rồi, quả báo nghiệp quật nó luôn hiện hành. Ngày xưa quả báo thì lâu, chứ ngày nay thì quả báo thì nhãn tiền luôn nha cả nhà. Đó, Lực Tàng đang đi công việc, đang đi đám cưới, nhưng mà vẫn thấy cái thông tin này. Thế nên là cập nhật luôn cho cả nhà, để cho cái fan cuồng, fan u não, u nang, u buồn trứng nó biết được là trong suốt thời gian vừa rồi Lực Tàng nói là đúng hay là sai. Và cái sự việc này không đơn thuần là cái sự việc mà nói xong rồi là thôi, mà chắc chắn là phải bị xử lý để mà răn đe những cái trường hợp khác không được dùng những cái thủ đoạn gian manh, xảo trá, xảo quyệt để đi lường gạt người khác nha quý ông bà cô chú anh chị. Ngày hôm nay thì chính thức là anh Đinh Văn Nổ này đã được xướng tên ở trên báo Thanh Niên, và họ ghi một cái tiêu đề rằng là YouTuber bán hàng thuê mạo nhận thành là ông chủ. Ở đây là họ rất là bức xúc rồi nha quý ông bà cô chú anh chị. Và bên phía công ty họ đã có những sự phản hồi, và chắc chắn rằng sẽ có những cái đơn kiện. Thì khi mà dính líu đến cái sự việc này thì chắc chắn rằng họ có bằng chứng chứng từ. Và anh Đinh Văn Nổ này thì không trước thì sau cũng phải đi tù nha quý ông bà cô chú anh chị. Nghe đâu là anh ta đang bồi thêm 10 lá đơn nữa để cho các YouTuber đi xa. Nhưng mà có lẽ rằng là cái khi mà anh ta bồi chưa bồi xong thì anh ta lại phải đi trước rồi nha quý ông bà cô chú. Thì đây là cái thông tin để được Tàng đọc luôn cho cả nhà, để cả nhà theo dõi cho nó rõ ràng cái đã nha. Đó là một trong những tình trạng lừa đảo mới hiện nay. Họ ghi thẳng luôn như vậy luôn nha cả nhà. Báo Thanh Niên đồng hoàng, Thanh Niên báo chính thống ở Việt Nam luôn. Đó là một trong những tình trạng lừa đảo mới hiện nay. Cả nhà thấy không, ghi chữ lừa đảo mới hiện nay luôn. Anh MVT, tức là anh Mai Văn Tâm đó quý ông bà cô chú anh chị, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TC tức là Thiện Ca ở thành phố Cần Thơ chia sẻ, xuất phát từ những nhu cầu để mạnh bán hàng qua kênh online, vợ tôi đã liên hệ với một người tên là DVN là ai cả nhà, tức là Đinh Văn Nổ nha cả nhà, không, chủ kênh YouTube DHN. DHN là ai, tức là Đinh Hoàng Nhân, không đúng không cả nhà. Có cùng nơi cư trú trên địa bàn của thành phố Cần Thơ để nhờ bán hàng hộ, do trước đó anh này từng làm công việc kinh doanh thiết bị nội thất. Thời gian đầu người này bán hàng khá là chạy, nhất là những mặt hàng thiết bị vệ sinh. Nhưng sau đó tôi phát hiện rằng anh Đinh Văn Nổ này
thường xuyên nổ ở trên kênh YouTube của mình rằng chính anh ta mới là giám đốc của công ty, còn tôi và vợ tôi chỉ là kế toán. À, cả nhà thấy không ạ? À, thời gian gần đây, chủ kênh này thường xuyên có những phát ngôn gây bất bình, gây tranh cãi, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong đó có hành vi mạo nhận là luật sư, là đảng viên để kêu gọi vận động từ thiện. Rồi mày toang rồi, nổ ơi là nổ ơi. Mày kêu gọi vận động từ thiện, mày giả bộ mày làm đảng viên, mày giả bộ mày làm luật sư để mày kêu gọi từ thiện. Rồi chính này toang thật rồi cả nhà ơi, toang mà đi thật xa rồi cả nhà. Đi thật xa rồi, đi tù là có thật nha cả nhà. Trong đó có hành vi mạo nhận là luật sư, là đảng viên để kêu gọi vận động từ thiện, trong khi chắc chắn anh này từ trước chỉ là nhân viên kinh doanh bình thường. Đáng nói, với những mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhiều người đã gọi điện thoại đến công ty của tôi để chửi bới, xúc phạm, đe dọa vì tin nhầm rằng anh này là chủ doanh nghiệp của tôi. Rồi xong luôn cả nhà. Người ta nói không sai mà, cỡ nào cũng phải ảnh hưởng đến cái doanh nghiệp của người ta. Khi một cái doanh nghiệp thiện ca nó rất là nổi tiếng, đó là một công ty mà anh này là một thằng nổ lên để giả bộ làm giám đốc công ty, rồi buôn bán hàng đồ này kia để làm ảnh hưởng đến người ta. Ví dụ như khi mà xảy ra chuyện gì, rồi anh này anh lừa gạt, anh bán cái giá trên trời dưới biển, rồi sau đó anh nói rằng là tôi là giám đốc của công ty thiện ca, thì khi mà khách hàng người ta phát hiện ra được thì chắc chắn rằng người ta sẽ không hài lòng, và người ta sẽ có những cái dấu hiệu nghi vấn cái công ty thiện ca này. Tại sao lại xuất hiện một cái thằng giám đốc để mà lên lừa gạt người khác như vậy? Thì bên phía công ty thiện ca này là nó mạo nhận luôn là nói làm giám đốc, thì bây giờ nó làm ảnh hưởng đến công ty, và rất là nhiều người đã gọi điện chửi bới, xúc phạm và đe dọa vì tin nhầm rằng anh này là giám đốc của công ty. Thì cả nhà thấy không ạ? Chửi thằng Đinh Văn Nổ này, bây giờ nó nổ ở trên mạng xã hội như vậy, bản mặt của nó lộ ra mà ai cũng cứ nghĩ rằng nó là giám đốc của công ty của thiện ca, cho nên là nó đã làm cái mặt hàng, cái sản phẩm của công ty thiện ca này trở thành một cái thi vụ giống như thế là lừa gạt người dân. Nhưng mà chính thức rằng là ông Mai Văn Tâm và bà Thơ là hai vợ chồng đó là chủ giám đốc công ty, nhưng nó chỉ lợi dụng vào đó nó live stream, sau đó nó nhận nó làm giám đốc luôn. Thì bây giờ là nó đã ảnh hưởng đến công ty rất là nhiều, và bây giờ là công ty phải kêu cứu, cầu cứu cộng đồng, cầu cứu báo chí để vào cuộc, để mà minh bạch rõ ràng cái sự việc này, để nói rằng là tay Đinh Văn Nổ này nó chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường, và bây giờ nó mạo danh để nó nhằm một mục đích trục lợi, rồi giả danh luật sư, giả danh này kia, để mà kêu gọi trục lợi từ thiện. Nói nha quý ông bà cô chú anh chị, phải nói đến là kinh khủng khiếp không ạ? Đây là một cái thông tin quá kinh khủng khiếp. Điều này gây ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của công ty chúng tôi rất là nghiêm trọng. Vì vậy chúng tôi cần nói rõ thông tin này để tránh hiểu lầm được xảy ra. Cả nhà thấy không ạ? Cho nên là họ bắt buộc phải lên tiếng. Chắc chắn rồi, khi mà công ty của họ rất là lớn, họ đang làm những cái vấn đề là doanh nghiệp để mà cung cấp ra thị trường những cái mặt hàng có uy tín. Nhưng bây giờ một thằng nổ nó lên nó mạo danh nó làm công, nó làm giám đốc của công ty này, thì chắc chắn rằng đây là cái tội mạo danh và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp của người ta, thì chắc chắn là họ phải lên tiếng thôi cả nhà, đúng không ạ? Trong khi là bản chất thực sự là hắn không phải là một giám đốc, hắn không có liên quan gì đến công ty thiện ca, hắn chỉ là một người bán hàng để rồi mang lại cái lợi nhuận cho gia đình và bản thân khi mà buôn bán hàng để nhận được hoa hồng. Nhưng dám lên là nhận là mình là một chủ giám đốc của một công ty, rồi để luôn cả giám đốc và này kia xuống trở thành một trợ lý, trở thành một kế toán luôn, thì cả nhà thế làm sao mà họ không bực tức được? Thì bây giờ chắc chắn là đã ảnh hưởng công ty rất lớn, và có lẽ rằng cái hao hụt về kinh tế cũng như là liên quan đến công ty này thì nó rõ ràng là đã hiện hiện rồi, và nó đã bị thất thu, thiệt hại rất là nặng nề ở trong câu chuyện này. Thì khi mà họ đã nhờ báo chí vào cuộc thì chắc chắn rằng là anh Đinh Văn Nổ này phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước những cái lời nói của mình, và rõ ràng rằng là đây là những cái lời nói và có bằng chứng, chứng cứ xác thực khi anh ta nói rằng anh ta là giám đốc của công ty này. Và bên phía chủ giám đốc của công ty họ lên tiếng, thì bây giờ báo chí đã vào cuộc như thế này thì chắc chắn là đi tù là có thật rồi quý ông bà cô chú anh chị, đi tù là có thật chứ không thể sai được nữa rồi, đúng không ạ? Thời tới cản không kịp rồi, quả báo nhãn tiền nó ngập đến một cách rất là nhanh. Mà Lực Tàng đã nói rồi, khi mà Lực Tàng đã nhắc một tên ai thì rõ ràng là những kẻ đó nó có một cái vấn đề mờ ám, hắc ám ở trong đó, và trong đây nó đã kêu gọi từ thiện, nói rõ rằng là báo chí đã đăng thông tin là đây là những cái hình thức lừa đảo mới nhất hiện nay,
mà khi nó làm giả danh giám đốc, giả danh luật sư, giả danh đảng viên để rồi nhằm một mục đích trục lợi, chưa nói đến cái chuyện nó xúc phạm tiêu ngữ của đất nước Việt Nam chúng ta, và những cái lời nói phát ngôn ngông cuồng trên mạng xã hội toàn bộ mang tính chất là nổ, xào, dốc và láo để rồi làm một mục đích là trục lợi cá nhân. Thì đây á, cũng hy vọng rằng là cơ quan chức năng, chính quyền ở sở tại sẽ vào cuộc để xử lý anh này, và hy vọng là công ty Thiện Ca sẽ có những cái xử lý mạnh tay, đưa đơn lên để rồi mà xử lý anh này. Chứ bây giờ cả một cái hình ảnh của một công ty là người ta mang tính chất là có một thằng giám đốc nổ, một thằng giám đốc lên để lường gạt, một thằng giám đốc nổ để mà không phải là luật sư, không phải là gì mà lên là nói là như vậy, thì quá ảnh hưởng đến công ty. Tôi hy vọng là ông Mai Văn Tâm và bà Thư là những người có chức trách ở trong công ty Thiện Ca hãy lấy lại danh dự cho công ty của mình khi mà phải loại trừ cái thành phần này ra và cho nó một bài học thích đáng để lấy lại cái sự trong sạch cho công ty Thiện Ca của mình, để mai mốt còn phát triển trên thị trường là đúng không quý ông bà của chú anh chị. Phải rõ ràng, phải minh bạch. Và bây giờ là báo chí đã lên thì chắc chắn rằng là những cái vấn đề phía sau là sẽ có những cái tờ đơn tố cáo anh này giả mạo để gửi tới cơ quan chức năng, và khi có những tờ đơn tố cáo rồi thì đi tù là có thật nha cả nhà. Thì bây giờ anh kiện ai rồi? Anh kiện được 10 người chưa? Anh đã bồi thêm chưa? Và bây giờ thì anh cố gắng anh lo cho cái bản thân của anh, và anh lên anh giải thích anh như thế nào đó để mà lấy lại cái danh dự cho công ty người ta. Chứ nếu mà mỗi lần mà thiệt hại như vậy thì tôi nghĩ anh bán luôn cái Mazda 3. Hôm qua anh còn lên anh khoe luôn là nhà cửa của anh có, công ty của anh có. Mà bây giờ này nọ, tôi biết là trong thời gian vừa rồi anh biết là anh đã bị lộ cái bộ mặt thật của anh ra, cho nên là anh không nhắc đến cái vấn đề là anh giả danh giám đốc công ty. Và chúng tôi nhắm thẳng vào câu chuyện này, chúng tôi nói thì bên giám đốc công ty Thiện Ca, khi mà chúng tôi đọc cái tên đó lên và nói hiện tại bây giờ có một người đang giả danh giám đốc công ty Thiện Ca, thì chắc chắn rằng là công ty Thiện Ca là những người mà có cái pháp quyền ở trong đó, họ không để in, đảm bảo 100% là như vậy, và đi tù là có thật nha quý ông bà, có chú anh chị. Thì đây là cái thông tin rất là ngắn nhưng mà nó rất là xúc tích, và nó nêu rõ cái sự việc là anh Đinh Hoàng Nổ này đã có dấu hiệu lừa đảo, lường gạt để rồi là có một mục đích mưu cầu trục lợi cá nhân. Đây là sự thật. Cho nên là quý ông bà, cô chú anh chị nào, những ai đang là fan cuồng, fan cứng, fan điên của cái thằng này á, thì hãy hết sức cân nhắc. Và trong thời gian sắp tới thì đi tù là có thật, và rất là nhanh thôi cả nhà. Chắc chắn đơn tố cáo gửi lên, thằng này sẽ bị mời lên cơ quan chức năng làm việc. Mày mạo danh để làm mục đích gì? Rồi sau đó những cái vấn đề phía sau, những cái góc khuất sẽ được phơi bày và sẽ được làm rõ trong thời gian sắp tới. Quý ông bà, cô chú, anh chị cứ chờ đợi. Ngày hôm nay Lục Tài chỉ phân tích đến đây và cập nhật thông tin thôi. Còn anh Đinh Văn Nổ này, Lục Tài sẽ chăm sóc tới khi nào mà anh ta phải trả giá cho những hành động của mình. Khi mà là một kẻ hai mặt quay trở lại cánh thầy của mình, những người mà đã giúp đỡ mình, đó là trở nên là cánh một cách rất là man rợ, và mang tính chất rằng là lên nói rằng là đường dây ổ nhóm âm mưu của sư thầy Thích Minh Tuệ, nói này nói kia, phải nói đến là miệng lưỡi không xương, nhiều điều lắt léo. Và trong xã hội bây giờ đang rất bất bình về cái trường hợp của anh này, ai nấy cũng đều lên án và bực tức. Cho nên là hy vọng pháp luật Việt Nam sẽ nghiêm trị những cái kẻ như thế này để không làm mầm mống sau này nó sẽ gây ra những cái thiệt hại rất là nặng nề nha quý ông bà quý anh chị. Bây giờ Lực Tài sẽ tạm ngưng lại cái clip này, và sau khi công việc xong Lực Tài sẽ có những cái bài phân tích sâu xa hơn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha.